Thank you.
Kính chào quý ông bà và anh chị em. Chiều nay chúng ta cử hành thánh lễ kính mình và máu thánh Chúa Giêsu là bổn mạng cho các thừa tác viên thánh thể đặc biệt và các em thiếu nhi thánh thể. Chúng ta cầu nguyện cho hai phong trào này được vững mạnh trong tình yêu của Chúa thánh thể. Hôm nay chúng ta cầu cho các linh hồn sau đây: Du Xe Nguyễn Văn Mẫn, Du Xe Nguyễn Văn Tĩnh dỗ 1 năm, Du Xe Bùi Văn Chung dỗ 8 năm, và gia đình cũng xin cầu cho nước Úc và cho thế giới được bình an. Du Xe Nguyễn Văn Tuyền lễ dỗ, Du Xe Tung mới qua đời ở Việt Nam, Du Xe Maria cùng các đẳng linh hồn, Vinh Sơn hai linh hồn Maria và cầu cho gia đình được bình an, Maria Phan Thị Nhật mới qua đời bên Việt Nam hôm qua, và các linh hồn chúng ta cầu nguyện trong danh sách thường xuyên. Hôm nay là lễ bổn mạng các em và cũng rơi vào thời kỳ thánh lễ chúng ta dâng lên kính Chúa thánh thể bằng Anh ngữ. Xin mời quý ông bà cùng mở miệng ra để mình đối đáp y như tiếng Việt của mình. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all, and with your spirit. My dear sisters and brothers, let us acknowledge our failures, our sins, and so prepare ourselves to be worthy to celebrate the sacred mystery. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, in what I have failed to do, through my most grievous fault. Therefore, I ask Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. We adore you, glorify you, we give you thanks for you.
Wonderful sacrament, you have left us a memorial of your passion. Grant us, we pray, so to revere the sacred mysteries of your body and blood, that we may always experience in ourselves the fruits of your redemption. You who live and reign with God the Father in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Deuteronomy. Moses said to people, "Remember how the Lord your God led you for 40 years in the wilderness, to humble you, to test you, and know your inmost heart, whether you would keep his commandments or not. He humbled you, he made you feel hunger, he fed you with manna, which neither you nor your fathers had known, to make you understand that man does not live on bread alone, but that man lives on everything that comes from the mouth of the Lord. Do not become proud of heart. Do not forget the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery, who guided you through the vast and dreadful wilderness, a land of fiery serpents, scorpions, thirst, who in this waterless place brought you water from the hardest rock, who in this wilderness fed you with manna that your fathers had not known." The word of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, Jerusalem. Praise the Lord, praise the Lord, Jerusalem. Oh, praise the Lord, Jerusalem. Zion, praise your God. God has strengthened the bars of your gate and blessed the children within you. Praise the Lord, praise the Lord, Jerusalem. God established peace on your borders and feeds you with finest wheat. The word of the Lord.
comes to earth. And swiftly runs God's command. Praise the Lord, praise the Lord, Jerusalem. God makes his word known to Jacob, to Israel and his laws and decrees. God has not dealt thus with other nations. They have not been taught God's decrees. Praise the Lord, praise the Lord, Jerusalem. Bài đọc 2. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô. Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, chén chúc tụng mà chúng ta cầm lên chúc tụng Chúa chẳng phải là thông hiệp với máu Chúa Kitô sao? Tấm bánh mà chúng ta bẻ ra chẳng phải là thông phần vào mình Chúa đó sao? Vì có một tấm bánh nên chúng ta tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể, vì hết thảy chúng ta thâm phần cùng một tấm bánh. Đó là lời Chúa. If today you hear his voice, harden not your heart. Yours are the word of life, Jesus, come and speak to us. Reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, Lord. Jesus said to the Jews, I am the living bread which has come down from heaven. Anyone who eats this bread will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, for the life of the world. Then the Jews started arguing with one another. How can this man give us his flesh to eat? They said, and Jesus replied, I tell you most solemnly, if you do not eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you will not have a life in you. Anyone who does eat my flesh and drink my blood has eternal life, and I shall raise him up on the last day. For my flesh is real food, and my blood is real drink. He who eats my flesh and drink my blood lives in me, and I live in him. As I
who am sent by the living Father, myself draw life from the Father. So whoever eats me will draw life from me. This is the bread come down from heaven, not like the bread our ancestors ate. They are dead. But anyone who eats this bread will live forever. The Gospel of the Lord. Pray to you, Lord Jesus Christ. My dear friends, it is an awesome thing, awesome, truly awesome, to reflect on the power and the intimacy available to us in the Eucharist. I insist, power and intimacy. The mere thought that eating the flesh, the body, and drink the blood of Jesus enable us to abide in him should be enough to leave us amazed. It's true. Let's listen to Father Raniero, the very famous preacher about the Eucharist. He explains abiding in the Lord as a non-philosopher once said, man is what he eats, meaning that everything after being eaten in us is reduced to the organic and material components of the human body. Once again, without knowing it, that philosopher has expressed the Christian mystery in the best way. Because of the Eucharist, a Christian is truly what he or she eats. She or he become Jesus the Lord. The cup in the second reading, we have heard, the cup of blessing which we bless, is not a sharing in the blood of Christ. The bread which we break is not a sharing in the body of Jesus. In biblical language, the words body and blood indicate Jesus' entire life, or better still, his life and his death. Not just different dimensions of who he is. This truth can lead us to a life-changing conclusion, my brothers and sisters. There is no moment or experience in Jesus' life that we cannot relive and share in communion. Isn't that amazing? At every Mass, Jesus gives himself to us completely. As we stay close to him, our lives become so entwined with him. Ultimately, abiding in Jesus means becoming the very one we receive at Mass and in prayer today. Dwell on these truths. Let them sink into our heart. And even more importantly, let the Spirit fills you with a deeper desire to be in complete communion with Jesus. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, mình không có nói dài được thời gian có hạn. Chúa Giêsu nói, ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống đời đời. Lời xác quyết này của Chúa Giêsu khiến rất nhiều người, không chỉ người Do Thái mà các môn đệ của Chúa cho là chướng tai. Họ nói với nhau, lời chi mà sống sượng quá, khó nghe quá, khó chấp nhận quá. Tại sao lại đi ăn thịt người và uống máu người? Không thể nghe nổi. Mà thật sự lời đó khó nghe.
Cách phản ứng này không chỉ liên can tới một nhóm người biệt phái hay Do Thái hay luật sĩ hay kinh sư, mà cả những đồ đệ của Chúa Giê-xu nữa. Cho nên rất nhiều ông bỏ đi. Lúc đó Chúa Giê-xu thấy vậy mới hỏi: còn các ông nữa có bỏ đi không, nhớ không? Và ông Phê-rô trả lời đại diện đó. Lời của Chúa, tin mừng được loan báo thường xuyên là những cái gì khó chấp nhận, mà mình gọi là cục đá để vấp, khiến nhiều người vấp ngã, bỏ đi, rút lui. Đá vấp dùng để thách thức sự lựa chọn tự do của chúng ta. Và mỗi lần gặp hòn đá phải vấp, thì ta ý thức được rằng ta phải đề phòng và ta cần sự trợ giúp. Cho nên đến với Chúa Giê-xu là hai điều: đến với sự tự do của mình và luôn luôn nhớ mình cần ơn Chúa trợ giúp. Đối với loài người, Chúa Giê-xu bắt buộc con người, mỗi người chúng ta, khi đến gặp Ngài thì phải lựa chọn: hoặc là tin theo Ngài, hoặc là chống lại Ngài. Không thể lấp lửng con cá vàng, không thể lơ mơ, không thể lập là lập lờ, đứng giữa, không thể đứng giữa ngã ba đường. Khi gặp Chúa thực sự, con người không thể nào dửng dưng. Nếu còn dửng dưng là chưa thật sự gặp Chúa hay chưa muốn gặp Chúa. Hay là có thể mình cố gắng lắm nhưng chưa cầu xin ơn trợ giúp. Cho nên tôi nói trong cái mầu nhiệm thánh thể hôm nay, chúng ta thấy nổi lên hai điều: chấp nhận cái miếng bánh và một chút rượu trở thành mình và máu thánh Chúa, là tự do lựa chọn của mình. Mình ngửi vẫn thấy mùi bánh, mình nếm vẫn thấy vị rượu, nhưng cái tự do và cái lý trí của mình nó nói rằng tôi tin đây là mình và máu Chúa Giê-xu. Mà muốn tin được điều đó thì điều thứ hai, phải xin Chúa trợ giúp. Bởi vì nếu không có, chúng ta không làm gì được. Hôm nay tôi nhận được một lời nhắn tweet của Đức Giáo Hoàng đó, mà có người gửi cho tôi đều đặn. Ngài gửi hôm thứ Năm 11 lần, mà Ngài viết trước về ngày hôm nay. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ mỗi người chúng ta rằng Chúa Giê-xu mời gọi và chào đón tất cả chúng ta đến bàn tiệc này, gồm những người tội lỗi, thánh thiện, công chính lẫn gian manh, thật thà lẫn những người có âm mưu. Chúa chào đón tất cả mọi người để Chúa ăn uống với họ. Chúa ban mình của Chúa cho họ ăn và máu cho họ uống. Chúa không phân biệt mặt trời hay mặt trăng, tội lỗi hay công chính. Điều đó cũng xảy ra tương tự như thế đối với chúng ta trong mỗi thánh lễ, trong mỗi nhà thờ, trong mỗi lần rước lễ. Chúa Giê-xu vui sướng chào đón chúng ta tại bàn tiệc thánh này, nơi mà người hiến thân mình và máu của người cho chúng ta. Và lúc đó chúng ta sẽ nhìn lại thân phận mình là tội lỗi. Đừng nhìn người khác tội lỗi, hãy nhìn chính mình trong quá khứ. Mình đã có biết bao nhiêu tội, bao nhiêu lần phản bội, bao nhiêu lần hèn hạ, bao nhiêu lần nóng tính, bao nhiêu lần gian tham, bao nhiêu lần lường gạt, vân vân và vân vân. Thật là một lời nhắn thật đẹp. Nhưng tôi muốn kết thúc bằng câu chuyện của cha tầm thường, nói về một hoàn cảnh nghèo ở Việt Nam. Tôi thấy nó hay hay đấy, cho nên tôi tìm cách tôi đọc lại nha. Tôi thêm mắm thêm muối vô. Trong một gia đình nghèo, ông bố chắc có lẽ qua đời vì chiến tranh, quân nhân. Bà mẹ nghèo có một đứa con mười mấy tuổi, 11, 12 tuổi. Cứ mỗi chiều thứ tư, lúc bà đi đâu về, thế nào cậu bé chạy ra đón cũng được mẹ cho một miếng bánh rất ngon. Nhà nghèo có bao giờ
nhà mua được miếng bánh ngon loại đó. Rồi cậu cứ vô tư nô đùa với lũ bạn trước cổng. Rồi cứ vậy hàng tuần thứ tư chiều đợi mẹ đi đâu đó về. Mẹ cứ nói mẹ đi chợ hay đi họp. Cậu đã ăn miếng bánh như vậy bao nhiêu lần, nhưng vẫn vô tình hay vô tâm hay thờ ơ, chỉ nếm vị ngọt của bánh. Rồi một ngày, lớn lên thêm một chút, cậu băn khoăn, tại sao chỉ có chiều thứ tư mẹ mới mua bánh? Tại sao? Ngày nào mẹ cũng đi chợ. Thế là cậu bé bắt đầu tò mò. Và để giải cái tò mò đó, một ngày nọ, cậu muốn khám phá cái bí mật, cho nên lò dò lén lén đi theo sau lưng mẹ. Ngày thứ tư buổi chiều là ngày hội của các bà trong hội phụ nữ của giáo xứ. Sau phiên hội, các bà ngồi lại với nhau, hết giờ đọc kinh rồi, các bà thì có những bà rất giàu, đài thọ những loại bánh rất ngon. Họ bày ra và mời mỗi người cùng ăn. Núp ngoài khe cửa sổ, cậu bé thấy mẹ lén lén lấy tờ giấy chùi miệng rồi gói chiếc bánh lại, không muốn cho ai nhìn. Mẹ giả vờ cầm tách trà lên uống như vừa mới ăn bánh, nhưng bỏ chiếc bánh vào trong giỏ. Các bà kia ăn uống vui vẻ, riêng một mình mẹ có vẻ ngượng ngùng một tí, cố làm vẻ tự nhiên để đừng ai biết. Cậu bắt đầu hiểu và thương mẹ mình hơn. Trong khi các bà kia ăn uống ngon lành thì mẹ của mình chỉ uống nước thôi. Bây giờ cậu mới biết. Cậu vội vàng chạy vội về nhà trước khi mẹ về. Rồi cũng hôm nay giống mọi ngày, cậu chạy ra. Mẹ cũng nói, mẹ có quà cho con đây. Lần này cậu biết rồi, không phải mẹ mua. Cậu không dám nói ra nhưng nghĩ trong đầu, thấy rồi, mẹ đừng có gạt con. Mẹ hy sinh phần ăn của mẹ, cả danh dự nữa, nếu người ta thấy mẹ giống như có hành vi ăn cắp. Cậu bé cầm miếng bánh, chạy ra đầu nhà. Bà mẹ vui lòng vì thấy con vô tư thưởng thức miếng bánh. Nó nhìn miếng bánh trên tay, nó ăn được nữa. Miếng bánh bắt đầu ướt là vì nước mắt của nó nhỏ xuống. Hình ảnh mẹ của nó hiện lên giữa những bà khác ăn mặc sang trọng, ăn bánh, uống trà. Mẹ nó không ăn bánh. Nó biết từng chi tiết. Lâu nay nó ăn bánh vô tình, hôm nay nó ăn bánh có vị đắng của nước mắt. Tôi không kể tiếp để quý vị thấy. Từ ngày đó trở đi, cứ thứ ba, ngày thứ ba là cậu lại băn khoăn về miếng bánh mà ngày hôm sau cậu sẽ được. Miếng bánh trở nên một miếng bánh rất đặc biệt vì lòng hy sinh của mẹ, vì tình thương của mẹ. Cứ mỗi chiều thứ tư, cậu lại bồi hồi nghĩ tới, rồi bữa nay mẹ lại hy sinh, lại ngượng ngùng để giấu một cái bánh cho mình. Lần nào cậu cũng chạy ra đầu nhà, ăn không như lúc trước nữa, mà ăn với nước mắt. Cái ngọt ở đầu lưỡi của vị bánh, của vani, của bơ, không phải là vị ngọt của đường, của bơ, của sữa nữa, mà là vị ngọt của tình thương. Đẹp quá quý ông bà. Nếu như tôi dùng lời nguyện này để kết thúc, miếng bánh vẫn là một, nhưng cái khác biệt của cậu bé là thực sự biết rằng miếng bánh đó từ tình thương của bà mẹ, lòng hy sinh của mẹ, sự liều lĩnh của mẹ làm, rỡ người khác bắt được, người ta lại thắc mắc. Nếu không, miếng bánh ấy chẳng có gì thay đổi được con người cậu bé đâu. Nó chỉ là một miếng bánh có bột trộn với đường, với bơ, với sữa, với trứng. Nhưng nó thay đổi cậu khi cậu ý thức được rằng miếng bánh đó đến từ tình yêu thương. Mong sao mỗi người chúng ta cảm nghiệm được Chúa trong bí tích thánh thể cũng vậy. Chúa phải chết để xẻ thịt cho chúng ta, để lấy máu cho chúng ta uống.
chúng ta nhận như thế nào? Giống như em bé vô tư của những năm trước, hay mỗi lần chúng ta ý thức được rằng đây là miếng bánh của tình thương? Chúng ta tin thật Chúa ngự trong bí tích thánh thể, ai cũng tuyên xưng điều đó. Chúng ta kính thờ Chúa trong mình máu thánh Chúa, và chúng ta hãy xin Chúa ban ơn để chúng ta muốn hướng lòng chúng ta về với tình thương bao la của Chúa mỗi khi chúng ta đưa tay ra nhận và nói Amen. Có nghĩa là thừa tác viên nói đây là mình thánh Chúa Giêsu thì mình nói Amen, có nghĩa là con xin chấp nhận, xin vâng. Và mình đón lấy, ước gì mỗi lần rước lễ được như chú bé trong câu chuyện này. Mỗi lần rước lễ phải là mỗi lần rơi nước mắt chứ. Thánh Ignacio lòng dòng tên đã từng làm như vậy. Trước khi rước lễ ông đã khóc rồi. Nhiều người nói gì vô lý vậy? À, mình chưa hiểu tình thương. Nếu như những em bé khác thấy thằng bé đứng ăn bánh mà khóc, làm sao hiểu được? Chỉ có nó mới hiểu. Chỉ có ai hiểu được tình yêu của Chúa mới có thể đi rước lễ với vị đắng của nước mắt. Cảm ơn quý ông bà và chúc một ngày lễ bổn mạng của các thừa tác viên thánh thể và các em thiếu nhi một ngày lễ thật vui, thật sốt sắng và rước Chúa thật là ý thức được tình thương bao la của Chúa. Xin kính mời cộng đoàn cùng đứng, cùng nhau chúng ta tuyên xưng đức tin. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made. For us men and for our salvation, he came down from heaven, and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake, he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried, and rose again on the third day, in accordance with the scriptures. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. My dear sisters and brothers, Jesus said, whoever eats this bread will live forever. The promises of Jesus comfort us on this day of celebration. With renewed confidence, we approach our God for what we need. We pray for the leaders of our church, that as they lead celebrations of the Eucharist, they may always be open to the needs and cares of their community. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray for the community gathered around this sacred table. May we always appreciate the love that God has shown through the Eucharistic food that is the body and blood of Christ. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray for families who do not sit and eat together. May they find the determination to share love and food in a way that brings their family together in peace. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Chúng ta cầu nguyện cho giáo hội, đặc biệt là Đức Giáo Hoàng Francisco
và tất cả các nhà lãnh đạo giáo hội. Xin cho các vị tiếp tục hướng chúng ta đi trên con đường đúng đắn để sống theo gương Chúa Giê-xu, và cho các vị được tiếp tục nuôi dưỡng chúng ta bằng lời Chúa và bằng miệng máu Thánh Ngài. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho toàn thể dân Chúa, đặc biệt vào ngày lễ trọng hôm nay, cho chúng ta biết tôn kính và trân trọng mầu nhiệm thiêng liêng của mình và máu Chúa Kitô, và biết ơn về món quà bí tích thánh thể đã được ban tặng cho chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Chúng ta cầu nguyện cho phong trào thiếu nhi thánh thể trên toàn thế giới và ở nước Úc. Xin cho tất cả được trung thành với sứ mệnh đào tạo giới trẻ để trở thành Kitô hữu hoàn hảo, hướng dẫn họ loan truyền tin mừng và góp phần xây dựng xã hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhâm lợi chúng con. God of the covenant, you give us this sacrament as a sign of your love for us. May we grow in love, eager to worship you by our care for one another. And we ask this through Christ our Lord. Amen. My sisters and brothers, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. The Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Grant your church, O Lord, we pray, the gifts of unity and peace, whose signs are to be seen in mystery, in the offerings we here present. And we ask this through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. Your spirit. Lift up your heart. Let us give thanks to the Lord our God. And just. It is truly right and just, our duty and our salvation,
always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. Through Christ our Lord, for at the Last Supper with his apostles, establishing for the ages to come the saving memorial of the cross, he offered himself to you as the unblemished Lamb, the acceptable gift of perfect praise. Nourishing your faithful by this sacred mystery, you make them holy so that the human race, bounded by one world, may be enlightened by one faith and united by one bond of charity. And so we approach the table of this wondrous sacrament so that, bathed in the sweetness of your grace, we may pass over to the heavenly realities here foreshadowed. Therefore, all creatures of heaven and earth sing a new song in adoration, and we, with all the host of angels, cry out, and without end, we acclaim. Indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, this gift, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord,
the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity together with Francis, our Pope, Timothy Costello, our Archbishop, Donald Sproston, his assistants, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection and all who have died in your mercy. Đặc biệt là những linh hồn chúng con mừng lễ giỗ và cầu nguyện cho hôm nay và thường xuyên. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles, with the Vietnamese martyrs, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command, informed by the divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, the glory is yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Xin hãy chúc bình an cho nhau. Mercy on us, Lamb of God.
Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. The Son of Man, and drink of his blood, and drink of his blood, you shall know how light you raise you up, and I will raise you up, and I will raise you up on the last day.
Xin kính mời anh Hiệp, trưởng ban thường vụ có đôi lời lên chúc mừng hai phong trào có lễ bổn mạng hôm nay. Kính thưa cha chủ tế, kính thưa quý sơ, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện ở nơi đây hay đang dự thánh lễ livestream tại Tư Gia. Trong niềm vui bước sang tuần thứ hai, cộng đoàn chúng ta được cử hành thánh lễ trở lại tại trung tâm này giữa mùa đại dịch. Và hôm nay, Hiệp cùng với giáo hội Hoàn Vũ mừng kính lễ mình và máu Thánh Chúa, cũng là bổn mạng của ban thường vụ, của ban thừa tác viên và đoàn thiếu nhi thánh thể sứ đoàn thánh tâm trong cộng đoàn của chúng ta. Hân hoan mừng bổn mạng hôm nay và cuối tuần này, con xin mạn phép thay lời cho ban thường vụ và đại diện cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa, xin chúc mừng đến toàn thể quý cố, quý bác, quý anh, quý chị trong ban thừa tác viên, đặc biệt đến ông cố Vũ Bình là trưởng ban. Cũng như chúng con xin chúc mừng đến toàn thể quý cháu, quý em thiếu nhi thánh thể sứ đoàn thánh tâm với gần 220 em và gần 70 các em huynh trưởng và dự trưởng. Dĩ nhiên, trong đó, chúng con cũng không thể quên chúc mừng đến cha tuyên úy đáng kính Phạm Quang Hồng của chúng con, đến quý sơ trợ ý sơ Nguyễn Thị Bạch Mai và Hồ Trang Mỹ Châu, đến anh trợ tá sứ đoàn Phạm Xuân Bình, cũng như tất cả các cháu Eric, Fiona, Leanne, Brandon, and Aaron trong ban quản trị sứ đoàn. Xin cộng đoàn cùng chúng con hân hoan chúc mừng ban thừa tác viên và tất cả các em thiếu nhi thánh thể sứ đoàn thánh tâm, cũng như ban tuyên úy
ban quản trị sứ đoàn bằng một tràng pháo tay thật lớn và nồng nhiệt ạ. Nguyện xin Chúa Thánh Thể là nguồn sống thiêng liêng mà quý thừa tác viên luôn cùng với các linh mục trao ban cho cộng đoàn dân Chúa trong mỗi thánh lễ, cũng như nguyện xin Chúa Thánh Thể là anh cả của các em thiếu nhi. Xin Ngài ban ơn và chúc lành cho các em và cho mỗi chúng ta luôn sống và lớn lên trong ơn nghĩa Chúa, được trở thành những người con kiện toàn và là những Kitô hữu hoàn hảo trong thế giới đầy xáo trộn và rất thiếu tình Chúa hôm nay. Một lần nữa, chúng con xin chúc mừng và xin Chúa chúc lành cho mỗi người cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa chúng ta hôm nay và mãi mãi. Con xin hết. Cảm ơn. Thiệt là một bài chúc mừng rất là ý nghĩa. Cảm ơn anh Hiệp. Và hôm nay là bổn mạng thiếu nhi, tôi trả bài về chuyện giả sử Việt Nam. Chuyện sử, history, mà là giả sử, tức là chuyện cổ tích. Mình tin như vậy, ví dụ nói một mẹ trăm con là mình phải hiểu theo cái nghĩa khác. Đó. Vậy thì đố các trưởng, tôi không có đố với ông bà nè. Trong chuyện giả sử có cái chuyện thánh giống. Thấy lắc đầu hết rồi. Vậy trong chuyện giả sử về thánh giống, ai là người cởi con ngựa sắt bay về trời? Ai nói trúng có thưởng? Tôi không có hỏi mấy ông bà đâu. Tôi nói lại, trong chuyện thánh giống, tên của ông là ông thánh giống đó. Rồi thì có cái đoạn nói rằng một người cởi ngựa sắt bay về trời, vậy là ai? Dám nói Fiona lắm. Hay Sơ Mai? Sơ Mai phải cởi ngựa gì chứ không phải ngựa sắt đâu. Rồi, thua rồi. Đây là một cái lớp, nghe đây nè, nó vui lắm. Một cái lớp lịch sử mà cô giáo dạy giỏi lắm, cho nên ban giám hiệu xuống để dự giờ. Cô dạy và cô nói, đây là cô đố các em cái câu đó đó. Trong chuyện giả sử thánh giống đánh giặc để cứu đất nước, vậy sau đó ai là người cởi ngựa sắt về trời? Không em nào nói được hết đó. Nó dễ vậy mà không nói được. Ông giám hiệu tức quá bèn nói, các con sao mà học lịch sử không nhớ gì cả? Thầy nhớ tất cả này. Cái ông mà cởi ngựa sắt về trời là ông Bền. Ông Bền. Không ai biết cái gì. Nên này là thầy thuộc từng chữ nhá. Thầy đọc thuộc lòng cho các em nghe. Sau khi đánh đổi giặc ngoại xâm, tất cả mọi dân đều biết ơn. Nhưng ông từ chối không nhận bất kỳ quà cáp nào. Ông Bền cởi ngựa sắt bay về trời. Cho nên ông tên là ông Bền. Tiếng Anh chữ Bền có nghĩa là Then. He rode the iron horse. Then. Cho nên ông kia, ông thầy chắc là quá khôn ngoan cho nên mới tên ông đó là ông Bền. Vậy mà cũng răng đời đó. Không thấy ai cười hết ha. Tội nghiệp quá. Xin mời cộng đoàn cùng đứng. Grant, O Lord, we pray, that we may delight for all eternity in that share in your divine life, which is foreshadowed in the present age by our reception of your precious body and blood, who live and reign forever and ever. Amen. Hôm nay có phép lành đặc biệt, có ba lần Amen. Xin thưa. May Almighty God bless you in His kindness and pour out saving wisdom upon you. Amen. May He nourish you always with the teaching of the faith and His body and blood and make you persevere in holy deeds. Amen. May He turn your step forward towards Himself and show you the path of charity and of peace. Amen. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lễ xong, chúc quý ông bà, anh chị em đi bình an. Tạ ơn Chúa.
hình như ban thường vụ chúc mừng mà không có phong thư. Cảm ơn và chúc mọi người về nhà hưởng một weekend thật vui nhé. Cảm ơn nhiều. Thank you.
Thank you.